Hạ Bình và Kiều Trâm xin phép được quay trở lại với phần tin Việt Nam đời sống và giải trí. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ quan ngại về tự do tôn giáo tại Việt Nam. Hợp tác về an ninh Việt-Hoa Kỳ không thể tiến triển nếu chính quyền Việt Nam lấy lý do an ninh quốc gia để đàn áp tôn giáo. Ông F. Royce, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Liên bang Hoa Kỳ, viết như thế trong một bức thư gửi ông Daniel Crichton Brink, tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Trong bức thư này, ông F. Royce thúc giục đại sứ Hoa Kỳ làm rõ vấn đề này với chính phủ Việt Nam. Quan tâm lớn nhất của vị dân cử Hoa Kỳ là đạo luật về tôn giáo của Việt Nam sẽ bắt đầu có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Theo đó, tất cả các tổ chức tôn giáo phải đăng ký với nhà nước, cũng như báo cáo những hoạt động tôn giáo của họ cho nhà nước. Ngoài ra, đạo luật này còn nói rằng các hoạt động tôn giáo sẽ bị cấm nếu những hoạt động đó làm phương hại tới an ninh quốc gia. Trong bức thư, vị dân biểu Mỹ cũng nhắc đến một số người Việt từng hay bị Hà Nội bắt bỏ tù vì những hoạt động tôn giáo hay dân sự của mình, là mục sư Nguyễn Công Chính, hòa thượng Thích Quang Độ, luật sư Nguyễn Văn Đài. Google và Facebook đồng ý gỡ bỏ nội dung xấu theo yêu cầu của Việt Nam. Hai hãng công nghệ hàng đầu thế giới là Google và Facebook đã đồng ý hợp tác với Việt Nam để gỡ bỏ hàng ngàn tài khoản có nội dung xấu. Thông tin trên được Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Cộng sản Việt Nam cho biết vào ngày 22 tháng 12 tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2018 tại Hà Nội. Tại hội nghị, ông Trương Minh Tuấn cho biết Google đã ngăn chặn và gỡ bỏ 4.500 video có nội dung xấu trên YouTube, mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook, cũng đã xóa bỏ 107 tài khoản giả mạo, 394 các trang rao bán quảng cáo và 159 tài khoản bị cho là nói xấu, bôi nhọ và tuyên truyền chống nhà nước Cộng sản Việt Nam. Trong những cuộc hội thảo về an ninh mạng thì chính phủ Việt Nam luôn lên tiếng nói là một trong những nước có nguy cơ nhiễm độc cao trên thế giới. Nhiều trang thông tin của chính phủ vẫn thường xuyên bị tấn công. Thưa quý vị, nhân quyền quốc tế kêu gọi trả tự do cho Tần Thị Nga. Trước phiên tòa phúc thẩm diễn ra tại Hà Nam, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch lên tiếng yêu cầu Việt Nam thả tự do ngay lập tức và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với nhà hoạt động Trần Thị Nga. Trong thông cáo phổ biến vào ngày 20 tháng 12 tại New York, ông Brad Adams, giám đốc châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền, nói rằng thay vì chính quyền Việt Nam xúc tiến đối ngoại với các nhà hoạt động nhưng lại sử dụng các mức án nặng nề và bạo hành ngày càng thường xuyên hơn đối với các nhà hoạt động. Thông cáo cũng nhấn mạnh bà Trần Thị Nga là một trong những mục tiêu của đợt đàn áp mà chính quyền Việt Nam nhằm vào các nhà hoạt động bất đồng chính kiến trong thời gian gần đây. Được biết, hiện nay hơn 100 nhà hoạt động đang bị giam giữ vì họ thực thi các quyền tự do cơ bản về chính kiến, tự do hội họp, lập hội và tự do tôn giáo. Tổ chức theo dõi nhân quyền cũng yêu cầu Việt Nam thả tự do cho những người này vô điều kiện. Vợ của cựu tù chính trị bị công an bắt đi thẩm vấn. Bà Hoàng Thị Tươi là vợ của cựu tù nhân lương tâm Vi Đức Hồi, bị một nhóm người tự giới thiệu là sĩ quan của Bộ Công an bắt giữ và lấy đi số tiền bà vừa rút khỏi ngân hàng là 4.5 triệu đồng. Tổ chức Nhân quyền Thế giới vào ngày 20 tháng 12 trích lời ông Hồi kể lại cho biết sự việc xảy ra vào thứ Tư ngày 20 tháng 12 rằng những kẻ bắt cóc đã đưa vợ của ông đến một đồn cảnh sát ở huyện Hữu Lũng nên họ lấy đi số tiền và tra hỏi thông tin của người gửi tiền cho bà. Cũng theo ông Hồi, sau gần 3 tiếng đồng hồ giam giữ vợ của ông, những kẻ bắt cóc đã thả bà vào lúc 7 giờ tối ngày thứ Tư. Ông Vi Đức Hồi là cựu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và là cựu giám đốc của trường đảng huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn đã bị sa thải sau khi công khai kêu gọi đa đảng dân chủ. Ông cũng là hội viên Hội cựu tù nhân lương tâm Việt Nam, hội viên xác lập Hội nhà báo độc lập Việt Nam. Vào năm 2010, ông Hội bị bắt và bị kết án 5 năm tù vì cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Sau khi được thả vào tháng 10 năm 2015, ông Hội bị cảnh sát địa phương giám sát chặt chẽ. Ngày 19 tháng 5, cảnh sát Hà Nội đã bắt giữ ông khi ông đến gặp các nhà hoạt động khác. Chuyển sang phần tin đời sống. Thưa quý vị, Tokyo lần đầu tiên chạy thử xe bus tự lái. Tokyo đã cho thử nghiệm xe bus không người lái lần đầu tiên vào ngày 22 tháng 12. Nhà sản xuất khẳng định xe bus tự động này có thể chạy trên đường đông đúc không có rào chắn nhờ sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo, mạng lưới kết nối Internet và robot. Sản phẩm này được công ty công nghệ Jena của Nhật Bản giới thiệu, chạy bằng điện và có thể mang 12 hành khách. Các xe bus mang tên EasyTen Robot Shoulder được sản xuất với sự hợp tác của công ty của Pháp, có tốc độ tối đa là 40 km mỗi giờ. Trước đó, vào năm 2016, công ty xe bus Postbus của Thụy Sĩ cũng đã cho ra mắt một chiếc xe điện tử điều khiển ở thành phố Sion của nước này. Trong khi đó, công nghệ lái xe tự động hiện đang bị tranh cãi tại Hoa Kỳ bởi Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia của Hoa Kỳ đang điều tra một vụ tử vong của một người bằng công nghệ tự lái.
Bản tin giải trí nối tiếp cho biết Sylvester Stallone đã phủ nhận cáo buộc về tấn công tình dục năm 1990. Nam diễn viên Sylvester Stallone vào ngày 21 tháng 12 đã phủ nhận cáo buộc rằng ông đã hãm hiếp một phụ nữ vào những năm 90 và nói rằng cáo buộc này là hoàn toàn bịa đặt. Theo trang web TMZ đã đưa tin vào thứ Tư ngày 10 tháng 12 rằng một người phụ nữ gần đây đã đưa ra những lời cáo buộc chống lại Stallone cho cảnh sát Santa Monica. Luật sư của Sylvester Stallone là Martin Singer cho biết người phụ nữ này đã nộp một báo cáo về vụ việc cách đây 27 năm từ phía cảnh sát. Luật sư đại diện cho Sylvester thông báo rằng thân chủ của ông đã dứt khoát tranh chấp yêu cầu bồi thường. Ông nói rằng Stallone sắp đưa ra một tuyên bố rằng kẻ tố cáo đã đưa ra một báo cáo của cảnh sát giả. Cảnh sát tại Santa Monica vào thứ Năm cho hay họ đang điều tra một khiếu nại đã được đưa ra vào tháng 11 để chống lại diễn viên còn gọi là Rocky này. Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức buổi tối trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tin tức News at Night.